việt nam và eu vừa tổ chức phiên họp lần thứ hai của ủy ban thương mại trong khuôn khổ evfta theo hình thức trực tuyến Tại phiên họp, hai bên đánh giá cao kết quả sau 2 năm thực thi EVFTA, ghi nhận cố gắng của các cơ quan quản lý và doanh nghiệp của Việt Nam và EU trong việc tận dụng các cơ hội từ hiệp định này. Các bộ ngành liên quan của Việt Nam đã chủ động và tích cực thảo luận với đại diện các cơ quan của EU một số nội dung về tình hình xây dựng và ban hành dự luật triển khai cơ chế điều chỉnh carbon biên giới CBAM, tình hình xây dựng và ban hành dự luật phòng chống phá rừng và suy thoái rừng của EU, tiến độ phê chuẩn của EU đối với hai công ước về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp mà Tổ chức Lao động Quốc tế ILO mới bổ sung vào nhóm công ước cơ Bản. ngoài ra hai bên dành nhiều thời gian trao đổi một số vấn đề song phương cùng quan tâm như sửa đổi nghị định thư về quy tắc xuất xứ cải cách trong lĩnh vực lao động thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có cồn ưu đãi thuế quan cho lãnh thổ hải quan của EU áp dụng các quy định của hiệp định đối với phương tiện cơ giới vấn đề về đánh bắt cá bất hợp pháp theo quy định EU